chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Em giao bé là phải đưa tiền cho em. Là phần phí để em nhận đứa bé đó là 17 triệu. Cái đó là cũng không phải mình em ăn gì nữa, cũng 2-3 người à. Giờ anh muốn em bớt nhiêu nữa? Giống như mua con gà, ở nhà chợ mua có liền, cái này đâu có liền đâu, đúng không? Tại thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ trẻ sơ sinh bị cắt cỏ hét giá bán kiếm lợi từ 10 triệu đồng trở lên, ngay cả những ông bố bà mẹ cũng sẵn sàng ruồng bỏ con ruột được 3-4 năm tuổi để lấy vài chục triệu đồng. Thằng này mày. Quanh khu vực Bệnh viện Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, thường có một số cò túc trực kiếm lợi từ việc chuyên săn lùng những bà bầu muốn bỏ đi đứa con mình sẽ sinh ra ngay khi bé vừa chào đời. Các cò này hoạt động khá lén lút, nhận diện rõ người có nhu cầu cần nuôi con mới bắt chuyện. Chiều 18 tháng 4 năm 2013, bà Nhung, một phụ nữ tuổi trạc tứ tuần quê ở tỉnh Kiên Giang, đến Bệnh viện Hùng Vương dò hỏi xin em bé về nuôi. Chưa đầy 30 phút sau, Minh gọi bà Nhung lên quán cà phê gần bệnh viện để thương lượng vì có một bé gái nặng 3kg mới sinh được 2 ngày vừa xuất viện. Tại quán cà phê 103 khu đồng Thiên Vương, phường 11, quận 5, cuộc ngã giá công khai giữa cỏ và người xin em bé. Đấy, nếu mà chị thành công thì lấy chị 10 triệu. Là phần phí để em nhận đứa bé đó là 17 triệu. Riêng tiền cà phê của anh á thì em 10 triệu. Là không lên xuống gì hết phải không? Không lên xuống gì hết. Dạ. Cái đó là cũng không phải mình em ăn gì nữa. Cũng 2-3 người á. Người cho thì không sao mà cũng bán em bé. Nó nói với chị nghe là ở tù không có trên 5 năm, không có dưới 5 năm. Ủa em thấy có sao đâu ở tù. Ví dụ như tụi em cần con em thì cái đó là cái phí thôi, giúp đỡ. Không phải, em nói chị nghe là chưa đụng vô luật pháp. Chị biết ở đây là đang bị đụng vô luật pháp rồi. Dạ. Em nói chị nghe cái đụng cái luật pháp thì nào không? Dạ. Cái trẻ tôi sinh là chị không muốn buôn bán được nó. Một, em bé có gì chị đặt không là cái thứ nhất, đúng rồi, không? Dạ. Nếu mà tôi đã chị nhìn chị kỹ kỹ cách đó thôi. Cái thứ hai là xét nghiệm 3 phần em bé. Dạ. Một là máu, hai là gan. Rồi nói chung cái xét nghiệm 3 cái hỏi em bé có bệnh không, có thể trả lời. Nếu mà không có thể là ok. Không chỉ nhận môi giới trẻ sơ sinh, còn Minh còn có khả năng thay tên đổi họ mẹ đẻ trên giấy chứng sinh. Sáng 19 tháng 4, Minh gọi điện hối bà Nhung đến điểm hẹn nhận em bé, nếu không thì sẽ có người khác ẵm mất. Nếu mà chị muốn trách ăn, không phải thì chị đặt thẻ độc cọc của người ta liền. Cứ cho em nói chị nghe, cái dòng thứ độc em bé, dòng cái thứ này ai bỏ cao mà nó đi liền. Giấy khai sinh đó là của mẹ nó, đâu có đứa mẹ chị đâu có giấy khai sinh của chị được. Dạ, đúng rồi. Nếu mà chị cũng có nhu cầu, chị làm đúng giấy khai sinh của chị luôn á. Dạ. Hai chồng chị có thú không? Dạ có. Có, chị dạ. Có khả năng bỏ ra không? 7 triệu, 8 triệu. Giữa người đó em cũng không cho chị biết người nhà người đó. Dạ. Mà người đó cũng không cho biết nhà chị luôn. Thì cái người nó ẩm ra kia, ẩm ra quán cà phê ngồi, chị có mặt ưng ý thì đồng ý, không ý thì lại về. Cò Minh cùng một cò tên Hiền dẫn bà Nhung vào một con hẻm nhỏ gần bệnh viện để xem bé gái sơ sinh. Bà Trang, vợ ông Dũng, ẵm em bé ra cho bà Nhung xem mặt. Ông Dũng làm nghề xe ôm, bà Trang lượm ve chai ở quận 8. Họ là ông bà ngoại ruột của bé gái sơ sinh. Mẹ của bé sơ sinh này là Huỳnh Thảo Sương, chưa đầy 17 tuổi. Ông Dũng cho biết, việc con gái ông có bầu sinh con là ngoài ý muốn, nhưng khi đem bé sơ sinh đi cho cũng phải giấu xương. Người đàn ông này tên Hiền là người Hoa, ngụ ở quận 5, là một cò mua bán trẻ sơ sinh có máu mặt ở khu vực bệnh viện Hùng Vương, được khá nhiều người chạy xe ôm biết đến. Ngay cả Minh có thâm niên chạy xe ôm 20 năm cũng phải nể mặt khi nói chuyện làm ăn với ông Hiền. Chiều ngày 17 tháng 4, khi bắt được mối, Minh điện thoại cho ông Hiền hẹn mối tại quán cà phê vỉa hè gần bệnh viện. Ông Hiền đã từng giúp đỡ nhiều mối sinh con, trong đó có mối ở tận ngoài Hà Nội. Ông Hiền xuất hiện, vô thẳng vấn đề ngã giá bé gái 3kg. Cả là không biết là còn người ta đòi hỏi bao nhiêu, đòi hỏi là mười mấy hai chục không biết. Tôi muốn là giống như là chỉ nhận được là cái tiền cà phê là 10 triệu, được người ta 15 triệu. Đó, nói thẳng luôn, 15 là người ta lo tiền viện phí.
Hồi nãy nó nói là 3 triệu, nó nói thôi 3 triệu, nó nói người ta tiền thuê công. Bây giờ nó thì cái cô mà có tiền cô đi xin chỗ khác thì không bao giờ ở trong cô gì cả trăm triệu cô cũng không lấy được. Là gặp là hên á, hồi sáng nó mới điện chú, cô muốn nhận nó thì cô điện với chú à, dặn có chú mới chú có chứ không phải là ai cũng nói. Giống như mua con gà ở nhà chợ mua có liền, cái này đâu có liền đâu, đúng không? Đây là Trần Thị Thanh Tuyền, 23 tuổi, ngụ ở khu phố 2, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Tuyền đang tìm mối để cho con. Tối 13 tháng 4, tại quán cà phê gần cầu vượt Quang Trung, quận 12, đi theo Tuyền vào quán là một bé trai 4 tuổi, kháu kỉnh, hiếu động. Hơn một tháng trước, Tuyền cũng cho một bé gái mới sinh cho một người Việt Kiều ở huyện Củ Chi. Cho hết đứa bé, cái bộ cho mới cho em đó mà. Bữa điện chị á, là cho em đó mà. Dài. Có mũi cao, nóng luôn, tay ngồi viết dài, chân dài tập luôn, đầu mấy tháng. Em là đem về nhà là cho liền. Em giao bé là phải đưa tiền cho em, chỉ cho em 2 triệu hoài thôi. Còn 15 triệu là trong bao thư liền tiền. Đưa một giấy chứng sinh, một giấy khai sinh và một giấy ra viện, Tuyền cho hay có thể thay tên đổi họ cha mẹ đứa bé một cách dễ dàng. 50 là cho em bé này nè, làm giấy tờ ra phường là em bao tranh luôn. Bây giờ chỉ nói đơn giản như còn em chỉ lấy 45 triệu thôi, còn 5 triệu anh chị chỉ có em làm giấy xong em lấy 5 triệu. Bây giờ em cho chị, em có ra pháp lực chị đi, em cũng nói là em cho chị. Chứ đâu phải là em nói em cho chị, chỉ cho em 50 triệu là người ta nói là bán con. Còn này em nói là khả năng em nuôi không nổi, em cho chị em nuôi hay là chị chồng em nuôi thì nó sẽ làm giấy tờ cho mình lẹ hơn. Còn như anh ra anh nói là ở bây giờ em cho đứa bé này, anh cho là em 50 triệu là đó hai đứa mình vô cầu ngồi luôn á. Ngày 16 tháng 4, Tuyền tiếp tục gọi điện, nhắn tin Hối đang cần gần chục triệu đồng để đóng tiền viện phí cho mẹ, nên muốn cho gấp đứa bé với giá 30 triệu đồng. Lý do chữa bệnh cho mẹ là Tuyền vẽ ra lấy cớ dứt bỏ đứa bé, bởi bà Thu, mẹ Tuyền, khẳng định bà chưa cần chữa trị. Con cũng về của anh mà giấy tờ, giấy khai sinh rồi cũng về của anh. Nhưng mà em ra giấy tờ xong em lấy 15 triệu nữa, tại vì em đang cần gấp là mẹ em mổ giờ. Chân nè, cái nạn nè, có 2 tháng nữa tao mổ rồi. Sáng 18 tháng 4, bà Thu cho biết có một bé gái 3 tuổi cần tìm bố mẹ mới và hẹn gặp với người cần con để thống nhất giá cả tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12. Tại điểm hẹn có vợ chồng bà Thu cùng ông Châu, 38 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai. Hai vợ chồng ông Châu lên thành phố Hồ Chí Minh có 3 đứa con. Do hoàn cảnh khó khăn, đành cho đứa bé gái út. Lúc này, ông Châu cùng chồng bà Thu đi về phòng trọ của ông Châu, trở lại quán cà phê một bé gái 3 tuổi. Ông Châu nói tên bé Mộng Giàu, vậy mà đến giờ vẫn nghèo. Bà Thu hướng dẫn việc cho nhận con nuôi sẽ được giấy viết tay, nhưng không ghi số tiền thỏa thuận miệng lên giấy. Trường hợp gặp rắc rối trong việc thay tên đổi họ cho cha mẹ đứa bé, thì bà Thu quen sẵn luật sư nên có thể lo lót được. Và bà đã làm như vậy nhiều lần, đều được hết. Theo ghi nhận của phóng viên truyền hình Báo Tuổi Trẻ, tình trạng cò mua bán trẻ sơ sinh đã diễn ra từ hơn 2 năm trước. Cụ thể, trên Tuổi Trẻ ngày 11 tháng 10 năm 2010 đã đăng tải phóng sự theo chân cò mua bán trẻ sơ sinh. Vào thời điểm đó, phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã lần theo một đầu mối mua bán trẻ sơ sinh hoạt động trước cổng bệnh viện Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây này săn tìm những phụ nữ mang thai muốn bỏ con mình để bán lại cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, trong đó có điểm mặt cò Hiền cùng ông Dũng ngã giá bé trai mà bà Trang sắp sinh cả thảy là 15 triệu đồng. Vào chiều 17 tháng 4 năm 2013, khi nhắc đến lần cho con của ông Dũng, cỏ Hiền khẳng định. 2 năm trước là nó ăn không có tới cái giá đó đâu, nó rẻ hơn rồi. Bây giờ nó giá, cái gì giảm giá nó cũng cao. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.